Trông kìa, có chán không cơ chứ? Vợ đi học lớp về rồi đấy à? Vâng, tôi về rồi đây. Mà nhá, hồi yêu nhau anh phong độ đẹp trai như thế, trông kìa, mới lấy nhau được có 3 tháng. Kìa vợ, anh vẫn yêu em lắm. Yêu mà thay đổi 180 độ. Tôi đi họp lớp, mấy đứa hết khoe chồng đẹp trai phong độ, rồi gọn gàng ngăn nắp, giúp vợ dọn nhà. Đây, anh nhìn anh xem. Ui, trông gãi mông, gãi tai kìa. Đâu anh nhìn thế đâu. Anh đang đi giặt quần áo rồi nhưng mà ngứa quá này, mà gãi đi. Hay là em kiểm tra cho anh đi. Lỡm ạ, không ăn đây. A few moments later. Đây, anh vào tắm sạch sẽ đi, xong bôi thuần mộc vào, lấy lại vẻ đẹp trai phong độ cho em. Tuấn Linh vợ.